biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 84, Kinh Mathura. Mathura Sutta, phân đoạn 405 đến 407 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. À, xin hỏi vị có nghe được chúng tôi nói? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Bối cảnh Ấn Độ thời Đức Phật từ xưa đến giờ, Ấn Độ là một nơi mà cô trọng viên giai cấp. Trong cái xã hội phân biệt giai cấp như vậy, những người ở giai cấp và là môn, họ tự cho là dòng dõi giai cấp và là môn là cao quý. Đến nỗi các cái giai cấp thấp hơn như là giai cấp quý sáng hoặc là giai cấp Sudana, dần dần rồi họ tự ti mặc cảm, họ phải trốn tránh vì xã hội xem thường họ, trong khi họ vẫn có thể là người tốt, là người cao quý, nhưng mà cái nhìn của xã hội họ cứ cho là những hạng người ở giai cấp này là xấu xa, là đê tiện. Cũng may mắn là bây giờ Đức Phật xuất hiện, Ngài thuyết pháp đủ đời, những người ở trong bốn giai cấp khi mà họ xuất gia trở thành đệ tử của Đức Phật là những vị tỳ kheo, là những vị A-la-hán, thì các vị đó đã có một cái nhìn thông thoáng và ngài mắt cái chân nát khi mà ngài giải thích cho đức vua Avatthiputta, vua của xứ Mathura, khi mà đức vua đến hỏi ngài Mahakacchana về sự kiện mà người ta nói giai cấp và là môn là cao quý, điều này tôn giả nói gì? Thì tôn giả mang cái chân áo ngày đấy lần lượt đưa những cái vấn đề
cho vua Awantiputta trả lời. Và cuối cùng thì vua đã nhận hiểu ra sự bình đẳng giữa bốn giai cấp, bởi vì ở bốn giai cấp đó, người có giàu, người giàu ở giai cấp nào họ cũng giàu, một người làm ác thì ở giai cấp nào khi làm ác thì cũng phải bị đọa, người làm thiện ở giai cấp nào làm thiện thì cũng được sanh về cõi trời. Một người ở bốn giai cấp, khi họ là một tên ăn trộm, khi mà họ đi trộm tài sản của người khác bị bắt thì vua vẫn xử phạt và xem họ là kẻ trộm chứ không còn đội họ là người của giai cấp này hay giai cấp khác. Và khi xuất gia thì chỉ gọi là sa môn chứ không còn gọi người của bốn giai cấp. Và khi được nói như vậy thì Đức Vua đã trở thành đệ tử Quý Vị Tâm Bảo. Từ ở bài kinh này chúng ta học được rất nhiều về cái thái độ thật sự là bình đẳng ở trong Phật Pháp, trong Phật Giáo, chứ không phải chỉ nói bằng cái lời suông. Mà cái sự bình đẳng đó đó là dựa vào những cái vấn đề mà như Ngài Mahakachana đã trình bày. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy nghe chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân và giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài kinh này. Xin mời cô Phong Lan đọc cho bài kinh. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Sau đây con xin được đọc chánh kinh. Bài 84 kinh Mathura. Mathura Sutta phân đoạn 405 đến 47. Tên bài kinh lấy theo tên một quốc độ miền Nam Ấn Độ thời Đức Phật là nước Mathura. Đây là nơi mà tôn giả Mahakachana có buổi gặp mặt và tọa đàm với vị vua trong xứ. Vua Awantiputta đến gặp tôn giả Mahakachana tại rừng Gunda và hỏi về quan niệm rất phổ biến thời bấy giờ là sự cao trọng tuyệt đối của giai cấp Bà La Môn. Tôn giả đã trả lời đó chỉ là cách nói thường tình, nếu xét kỹ thì không đúng như vậy. Rồi Ngài dạy lý do tại sao. Nội dung của bài kinh là thoạt nghe như lý lẽ hợp lý thông thường, nhưng thực tế là những lời dạy sấm sét trong xã hội nặng tính phân biệt giai cấp Ấn Độ xưa cũng như nay. Tôn giả Mahakachana là một trong những đại đệ tử Phật, được biết qua âm Hán Tạng là Mahakachiyin. Ngài sanh ở Nam Ấn, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn danh giá, thân phụ là quốc sư của vua Ujjayini. Trong sứ mệnh được giao phó đi cùng 7 vị Bà La Môn khác đến Chandapajota, mời thỉnh Đức Phật đến thăm quốc độ Mathura. Ngài được nghe pháp chứng quả A-la-hán và xuất gia, được biết là một đại đệ tử Phật đệ nhất về khả năng quản diễn những gì bậc đạo sư nói ngắn gọn. Sankhitena Phasitasa Vitharena Athang Vipha Yang Ta Năng. Có rất nhiều bài kinh trong kinh tạng là và luật tạng liên hệ tới tôn giả. 405 phân biệt giai cấp, một quan niệm
cơ bản trong văn hóa Ấn. Nhà vua đã hỏi về quan niệm rất phổ biến tại Ấn Độ là quan niệm về giai cấp, mà qua đó giai cấp Bà La Môn là tối thượng. Kinh văn. Một thời, tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên, trú ở Mathura tại rừng Gunda. Vua Mathura Awantiputta được nghe như sau: Samo Maha Kachana trú ở Mathura tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả Kachana. Tôn giả là bậc hiền giả, bậc trí giả, thông minh, đa văn, nói năng lưu loát, nhà biện tài lão luyện, bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán. Thật tốt lành thay được ý kiến một A-la-hán, một vị A-la-hán như vậy. Rồi vua Mathura Awantiputta cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng và đi ra khỏi Mathura với uy vệ của bậc đại vương để ý kiến tôn giả Maha Kachana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ, đi đến chỗ tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Maha Kachana. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, vua Mathura Awantiputta thưa với tôn giả Maha Kachana: Thưa tôn giả Kachana, các vị Bà La Môn đã nói như sau: chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Ở đây tôn giả Kachana đã nói gì? 406. Câu trả lời của tôn giả Maha Kachana. Tôn giả đã dạy rằng đó chỉ là cách nói mà không có cơ sở vững vàng, dù bản thân Ngài là một Bà La Môn trí thức. Kinh văn. Thưa Đại Vương, đây chỉ là một âm thanh ở đời. Câu nói. Chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ ra từ miệng, sanh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Đây chỉ là một pháp môn, với pháp môn này cần được hiểu như là một âm ở đời. Câu nói. Chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, vân vân, thừa tự Phạm Thiên. Trước hết, một sắc đế lỵ được xem là giai cấp thấp hơn Bà La Môn. Nếu sung túc tài sản vẫn có thể mướn người thuộc các giai cấp khác, kể cả Bà La Môn phục dịch cho mình, và điều này cũng xảy ra đối với những giai cấp khác. Kinh văn. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu có người khách tí giá sắc đế lỵ, sống sung túc với tài sản, ngũ cốc vàng hay bạc, người ấy có thể có một người khách tí giá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể là một vị Bà La Môn, hay người ấy có thể là một vị Quê Xá Tỳ Phá Phệ Xá, hay người ấy có thể là một Xuất Thá Thủ Đà, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kachana, nếu có người khách tí giá sống sung túc với tài sản, ngũ cốc vàng hay bạc, người ấy có thể có một người khách tí giá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Người ấy cũng có thể có một người Bà La Môn, hay người ấy có thể có một Quê Xá,
hay người ấy có thể có một sutha là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu có một bà la môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người bà la môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một vị khách tí giá, hay người ấy có thể có một vị quét xá, hay người ấy có thể có một người sú đá. Là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả các cha ná, nếu có người bà la môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người bà la môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một vị khách tí giá, hay người ấy có thể có một vị quét xá, hay người ấy có thể có một vị súc đá, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu có một quét xá sống sung túc với tài sản, ngũ cốc hay vàng hay bạc, người ấy có thể có một người quét xá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một khách tí giá, hay người ấy có thể có một bà la môn, hay người ấy có thể có một sú đá, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả các cha ná, nếu có người quét xá sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người quét xá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một người khách tí giá, hay người ấy có thể người bà la môn, hay người ấy có thể có một người sú đá, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu có một người sú đá sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người sú đá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một khách tí giá, hay người ấy có thể có một người bà la môn, hay người ấy có thể có một người quét xá là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả các cha ná, nếu có người xuất đá sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người xuất đá khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, hay người ấy có thể có một khách tí giá, hay người ấy có thể có một bà la môn, hay người ấy có thể có một người quét xá là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại vương có ý nghĩ như thế nào? Nhà vua nhìn nhận. Kinh văn. Thật vậy, thưa tôn giả các cha ná, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì. Tôn giả tiếp theo với sự khẳng định rằng người dù giai cấp nào nếu làm ác nghiệp thì vẫn thọ quả khổ. Kinh văn. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, câu nói, chỉ có bà lắm là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, vân vân. Thừa tự phạm thiên, thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có người khách tí giá, sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, lời hai lưỡi, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục hay không? Hay không phải thác sanh? Hay ở đây đại vương nghĩ thế nào?
Người Khất Tí Giá thưa Tôn giả Cách Cha Ná, sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Ở đây đối với tôi là như vậy, và như vậy là điều tôi đã được nghe từ vị A-la-hán. Lành thai, thưa Đại Vương, lành thai, Đại Vương. Ở đây Đại Vương là vậy, và lành thai như vậy là điều Đại Vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây có người Bà-la-môn, ở đây có người Quét Xá, ở đây có người Sút Đá. Sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, có sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục không, hay không phải thác sanh, hay ở đây Đại Vương nghĩ thế nào? Người Sú Đá, thưa Tôn giả Cách Cha Ná, sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã được nghe từ các vị A-la-hán. Lành thai, thưa Đại Vương, lành thai, Đại Vương. Ở đây đối với Đại Vương là vậy, và lành thai như vậy là điều Đại Vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, thưa Đại Vương, có ý nghĩ như thế nào? Thật vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná, nếu sự là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Tôn giả cũng nói rõ trường hợp ngược lại, nếu tạo nghiệp thiện thì dù ở giai cấp nào cũng hưởng quả lành. Kinh văn, do pháp môn này, thưa Đại Vương, vấn đề này cần được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, vân vân, thừa tự phạm thiên. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây có người Khất Tí Giá, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này không, hay không thể thác sanh, hay ở đây Đại Vương nghĩ thế nào? Người Khất Tí Giá, thưa Tôn giả Cách Cha Ná, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây đối với tôi là như vậy. Và như vậy là điều tôi đã được nghe từ các vị A-la-hán. Lành thai, thưa Đại Vương. Lành thai, Đại Vương, ở đây đối với Đại Vương là vậy. Và lành thai như vậy là điều Đại Vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vị Bà-la-môn, ở đây nếu có vị Quét Xá, ở đây nếu có vị Sú Đá, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời nói độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này hay không, hay không thể thác sanh, hay ở đây Đại Vương nghĩ như thế nào? Người Sú Đá, thưa Tôn giả Các Cha Ná, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã được nghe các vị A-la-hán.
lành thai thưa đại vương, lành thai đại vương, ở đây đối với đại vương là vậy, và lành thai như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng, và ở đây đại vương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì. Ngay cả đối với luật pháp của quốc độ thì người vi phạm cũng đều bị tội dù thuộc giai cấp nào. Kinh văn: do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, vân vân, là thừa tự phạm thiên. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây vị khách Tí Giá đột nhập nhà cửa, cướp giật đồ đạc, hành động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn hay tư thông vợ người, và nếu có người bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt đại vương và thưa tâu đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến đại vương, nếu đại vương muốn hãy hình phạt nó, hay đại vương đối xử người ấy như thế nào? Thưa Tôn giả Cách Cha Ná, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, chúng tôi sẽ tẩn xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná? Danh xưng khách Tí Giá mà xưa kia người ấy đã được gọi đã biến mất, nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây người Bà La Môn, ở đây người Quét Xá, ở đây người Sú Đá đột nhập nhà cửa hay cướp giật đồ đạc hay hành động kẻ cướp hay phục kích các đường lớn hay tư thông vợ người, và nếu người ấy bắt nếu và nếu có người bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt đại vương và thưa tâu đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến đại vương, nếu đại vương hình phạt nó, hay đại vương đối xử với nó như thế nào? Thưa Tôn giả Cách Cha Ná, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, hay chúng tôi sẽ tẩn xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná? Danh xưng Sú Đá mà xưa kia người ấy được gọi đã biến mất, nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng, và ở đây đại vương có ý nghĩ gì? Thật vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì. Và Tôn giả kết luận. Kinh văn: do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, vân vân, là thừa tự phạm thiên. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Vị khách Tí Giá sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, chỉ ăn một bữa, sống phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, đại vương đối xử với vị ấy như thế nào? Thưa Tôn giả Cách Cha Ná, tôi sẽ đảnh lễ hay đứng dậy hay mời chỗ hay cúng dường vị ấy với bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo trì, bảo vệ hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy, thưa Tôn giả Cách Cha Ná? Danh xưng khách Tí Giá mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến mất, nay vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây người Bà La Môn, ở đây người Quét Xá, ở đây người Sú Đá. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, đại vương đối xử với vị ấy như thế nào? Thưa Tôn giả Cách Cha Ná,
tôi sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy với bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược, trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy, thưa tôn giả các cha ná, danh xưng Xích Đá mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến mất, nay vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại vương nghĩ thế nào nếu sự tình là như vậy? Thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và đại vương, ở đây đại vương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả các cha ná, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, ở đây tôi không có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng, chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không phải như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. 407. Kết thúc của câu chuyện. Nhà vua nghe xong rất hoan hỷ, khởi lòng tịnh tín, xin quy y với ngài Maha Kachana. Nhưng tôn giả dạy rằng nên quy y Tam Bảo theo đúng nghĩa. Kinh văn. Khi được nói như vậy, vua Mathura Awantibutta thưa với tôn giả Maha Kachana, thật với diệu thai tôn giả Kachana, thật với diệu thai tôn giả Kachana, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được tôn giả Kachana dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Cách Cha Ná, quy y Phật, quy y Tỷ Kheo Tăng, mong tôn giả Cách Cha Ná nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thưa đại vương chớ có quy y tôi, đại vương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. Thưa tôn giả Cách Cha Ná, nay bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay đã nhập Niết Bàn rồi, thưa đại vương. Thưa tôn giả các cha ná, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa mười vô giá ná, do tuần chúng tôi sẽ đi mười vô giá ná, do tuần để ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả các cha ná, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 20 vô giá ná, 30 vô giá ná, 40 vô giá ná, 50 vô giá ná, chúng tôi sẽ đi 50 vô giá ná để ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thưa tôn giả các cha ná, vì rằng Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tỷ Kheo Tăng, mong tôn giả các cha ná nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con chọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Con đã đọc xong phần chánh kinh. Chúng xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài kinh vừa đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, cái đến lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Minh Hạnh, để được Phật tính, để được tuệ tri xưng thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn cô Phong Lan đọc cho cái bài học hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh
Mathura. Cái bài kinh này lấy tên của một quốc độ, một cái xứ tên là Mathura. Và cái vị vua này là tên là anh Avantiputta. Vua này trị vì cái cai trị cái quốc độ này. Thì ngày xưa đó, vào thời kỳ Đức Phật thì phải nói là rất có nhiều cái quốc độ nằm trong cái địa giới của Ấn Độ ngày nay mà chúng ta được biết, nó rất là rộng. Thì vì vậy cho nên là vị vua Avantiputta này đó đã đến gặp tôn giả Mahakacchayana, tức là mình phiên âm Hán Việt là đại ngài Đại Ca Chân Viên. Thì được biết đó là ngài Ca Chiên Viên đã trả lời cũng như về cái quan điểm cho rằng của đức vua này, cho rằng là cái giai cấp Bà La Môn, tức là một cái giai cấp cao cả. Thì chúng ta thấy rằng cái xã hội Ấn Độ trước thời Đức Phật cũng vậy, cho đến cái thời Đức Phật cũng vậy, rồi ngày nay đó thì cái xã hội nó vẫn còn phân hóa ở trong bốn cái giai cấp. Ở trong bốn giai cấp đó, thì những cái người dòng dõi thuộc Bà La Môn thì họ tự cho ra, họ tự cho, họ tự định đặt và tự cho mình là một cái giai cấp cao cả. Và xã hội phân hóa thành bốn giai cấp đó. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, Brahmana. Giai cấp thứ hai là Khatiya Sắc Đế Lị, tức là giai cấp vua chúa đó. Giai cấp Bà La Môn là nói những vị tu sĩ, những vị du sĩ, tu sĩ đại diện về mặt tinh thần, đạo đức đối với xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Còn đối với vua, giai cấp Khatiya, tức là vua chúa, thì cai quản quyền trị vì của một quốc gia. Giai cấp thứ ba là giai cấp Vesak, tức là giai cấp mà những cái người thương mại, những người buôn bán, những cái giới bình dân trong xã hội. Và giai cấp thứ tư, tức là giai cấp xuất đá, tức là chỉ cho cái giai cấp nô lệ. Và đối với những người Bà La Môn á, thì họ tự cho họ sanh ra từ ở cái miệng của vị trời Phạm Thiên. Vì vậy cho nên là họ có một cái quyền, có một cái đặc quyền, tức là họ được quyền giao tiếp giữa thần linh và con người. Và vì vậy cho nên là họ mới sinh ra cái việc mà cúng tế thần linh, cúng tế về thần lửa, hay là cúng tế về những vị thần linh theo quan điểm tín ngưỡng của người Bà La Môn giáo thời bấy giờ. Và họ cho rằng giai cấp Sắc Đế Lợi, tức là vua chúa đó, sinh ra từ ở cái bụng của Phạm Thiên, cái bụng của Phạm Thiên. Rồi giai cấp quê sát, tức là giai cấp thương buôn, mà là giai cấp những người bình dân trong xã hội, có những cái vị thế nào đó trong xã hội đó, thì những giai cấp đó được sinh ra từ cái đầu gối của Phạm Thiên. Và cái giai cấp nô lệ đó thì sinh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Và tự họ định đặt và họ cho ra như vậy, cho rằng như vậy. Rồi nó phân hóa cái xã hội. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nhiều khi, có khi chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy rằng nó cũng còn hình thành ở những cái giai cấp như vậy. Cho nên là những cái giai cấp cao cả, thí dụ như là giai cấp có địa vị trong xã hội ngày nay thì không có cái vua chúa này. Rồi cũng không có cái
còn còn những cái người tu sĩ, còn những cái người tu sĩ hay là những vị đạo sĩ đó, họ cho là họ là Bà La Môn. Rồi có những giai cấp nô lệ, tức là những người rất là mà người ta gọi là thấp kém trong xã hội. Mà cái người này cũng khó có cái sự mà những cái người mà thuộc về giai cấp này đó cũng khó có một cái sự trỗi dậy, hay là có khó có một cái cơ hội để họ phát triển được. Họ bị nhiều cái hạn chế đối với họ về mặt nhìn nhận của xã hội, và cái điều kiện có của được của họ nó cũng không có cơ hội tốt. Và vì vậy cho họ nên là họ cũng khó mà vượt qua. Bây giờ đã trở lại ở trong cái nội dung bài kinh này. Khi mà vua Avantiputta đến gặp tôn giả Kacchayana đó, Kacchayana đó, thì chúng ta biết rằng là vị vua này do rằng theo cái quan điểm thế thường tức là xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, là cho rằng cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao cả. Chúng ta gặp là ở trong Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là trong kinh điển Pali đó, cũng thường sử dụng cái từ Bà La Môn. Thí dụ như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài nói có một cái phẩm riêng biệt, cái phẩm đó gọi là phẩm Bà La Môn. Thì ở trong đó có những cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng không phải do sanh trưởng gọi là Bà La Môn, mà là do hành động gọi là Bà La Môn. Thì Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên ở đây đó là khi mà những người mà đạo Bà La Môn họ cho họ là một cái giai cấp cao cả, cao cả, và vì vậy cho nên họ được có giữ được những cái quyền nhất định của họ. Rồi có một những cái đoạn kinh khác, có những cái bài kinh khác đó, thì họ khi mà họ gặp Đức Phật đó, thì họ nói rằng những cái người dòng dõi Bà La Môn là cái huyết thống của Bà La Môn là những dấu thống gọi là huyết thống bạch tịnh, tức là huyết thống trong sạch. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà như vậy đó, thì những người phụ nữ của Bà La Môn á, thì họ cũng có thể quan hệ, rồi họ cũng có mang thai, rồi họ cũng có sanh con. Có khác gì với lại những cái người ở giai cấp khác không? Thì điều này đối với những người phụ nữ Bà La Môn thì cũng như vậy thôi, thì không có cái gì được gọi là bà tịnh. Mà ở đó Đức Phật ngài chỉ cho rằng là cái hành động mới thật sự là mới gọi là Bà La Môn. Thì cái chữ Bà La Môn mà Đức Phật ngài dạy ở trong nhiều kinh mà Đức Phật ngài sử dụng cái từ Bà La Môn á, là chỉ cho các cái bậc thánh, hay là chỉ cho những cái người mà đang tu tập thanh tịnh ở trong Phật giáo này, tức là những cái vị mà đang tu tập giới định và tuệ, mặc dù là còn phàm nhưng mà đang thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì gọi là Bà La Môn. Hay là có chỗ thì dạy rằng Đức Phật ngài dạy rằng là Bà La Môn là chỉ cho các cái bậc thánh. Chỉ cho các cái bậc thánh. Cho nên là Đức Phật vẫn sử dụng lại cái từ Bà La Môn đó, nhưng mà định nghĩa ở trong đối với Đạo Phật mà Đức Phật ngài đã định nghĩa. Thì ở đây đó, cái câu mà giữa cái cuộc đối thoại giữa Đức vua Avantiputta và ngài Chayana đó, thì nói rằng nếu như những cái người mà sanh vào dòng dõi chẳng hạn như dòng dõi Bà La Môn hay là dòng dõi Quê Xá vân vân, thì nếu như vậy đó thì họ có thể rằng nếu họ có tiền, họ có của cải vật chất, họ có của cải vật chất á, thì họ có thể rằng thuê những cái người Bà La Môn khác làm những cái công việc giúp việc cho họ, từ mọi việc, từ việc nặng đến việc nhẹ ở trong gia đình, trong dòng họ của họ. Điều đó có được hay không? Quả thật là cũng được. Nếu họ có tiền thì họ thuê,
Ngược lại đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng bất cứ cái giai cấp nào, thường đó là cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đó, thì họ cho là những người đã thuộc dòng dõi Bà La Môn đó, thì họ có cái đặc quyền là họ cúng tế thần linh. Họ là cái sợi dây liên kết giữa nhân loại, giữa con người và thần linh. Cho nên là họ có những cái lời tán tụng, những cái lời cầu khẩn đối với thần linh, và họ xin họ cho họ họ là những người có cái đặc quyền như vậy. Cho nên là mọi chuyện mà về vấn đề mà giống như là một cái lời tiên tri hay là một lời kinh thánh nào đó thì được mặc khải từ ở nơi một cái đấng thần linh nào đó, vân vân. Thì ở đây nói một điều đó là những người Bà La Môn tự họ cho họ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến những cái vị mà vua, tức là giai cấp sát đế lợi đó, phiên âm gọi là sát cấp sát đế lợi đó, thì ở đây đó chúng ta thấy là những người mà là vua chúa đó thì đương nhiên là họ có cái quyền bính ở trong tay rồi. Họ có cả đất đai, có địa giới, họ có quân lính, họ có vàng dòng ngầu bào châu báu, đặc biệt là họ có quyền ở trong tay. Cho nên là mọi chuyện sanh sát ở trong trong tay của họ, thì một vị vua là như vậy. Cho nên là rồi chúng ta nói đến một cái giai cấp nữa, đó là giai cấp thương buôn hay là giai cấp giới bình dân trong cuộc đời này, trong xã hội này. Thì những cái người đó đó thì chúng ta thấy rằng là họ cũng làm, cũng sống, rồi cũng gây dựng sự nghiệp. Thì họ cũng sanh con đẻ cái, rồi họ cũng làm những điều tốt, điều xấu có ở trong xã hội hết. Ngay cả đức vua cũng vậy, hay là những người được tự mệnh danh cho mình là một cái dòng dõi Bà La Môn, thì họ cũng có gia đình, rồi họ cũng làm những điều xấu, điều ác. Thì cái điều đó, đó nó không thể nói rằng cái sự thanh tịnh đó mà Đức Phật đã đúc kết lên một điều đó là không phải do sanh trưởng mà gọi là Bà La Môn. Không phải là mình sanh ở trong một cái dòng họ đó, cái chủng tộc đó, mình sanh trong dùng chủng tộc Bà La Môn thì được gọi là Bà La Môn đâu. Mà là do hành. Theo Đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy cái điều đó là do hành động. Thì điều này đó là điều hoàn toàn là do nghiệp, hạnh nghiệp của mỗi người. Hạnh nghiệp của mỗi người. Như vậy thì nếu mình đặt cái trường hợp trở lại đó thì nếu một cái người mà ngay cả những người thủ Đà La, đó là như giai cấp nô lệ đi, họ có tiền mà lỡ như giai cấp Bà La Môn sa cơ lỡ vận ấy, thì có thể là họ cũng thuê những cái người giai cấp Bà La Môn, hay hoặc là mình nói là vua chúa đi nữa, nếu mà họ bị thất sủng rồi, hoặc là họ coi như là không còn ngai vàng nữa, họ trở thành cái người mà đi giống như là đi lưu vong ở một đất nước khác này, thì cái người đó họ cũng lâm vào cái tình trạng, những cái giai cấp đó đó thì cũng lâm vào cái tình trạng khó khăn, cũng lâm vào tình trạng khốn khó đó, khổ sở đó. Thì nếu những người Bà La Môn, xin lỗi, những cái dòng dõi thuộc giai cấp mà giai cấp nô lệ hay là giai cấp quê xá, là giai cấp bình dân, họ có tiền thì họ cũng thuê những cái người đó làm những cái công việc như bao nhiêu, ngay cả như là những cái người Bà La Môn mà đã thuê giai cấp nô lệ làm những cái việc mà phục dịch ở trong gia đình, trong dòng họ của họ vậy. Cho nên là ở đây đó không phải là nói là sanh trưởng ở trong một cái dòng tộc nào được gọi là cao quý, hay là dòng tộc nào được gọi là Bà La Môn. Ở đây đó thì cái câu ví dụ mà ngài Mahakacchayana, tức là ngài đại ca chiên viên đó, ngài ca chiên viên đó, gọi tắt là gọi là ngài ca chiên viên đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ngài dạy rằng là ngay cả cái người Bà La Môn thì họ cũng sát sanh, họ cũng trộm cắp, họ cũng tà hạnh, họ cũng tàn hại, sát hại sinh linh, họ cũng sát hại sinh linh. Chứ đâu phải mình biết là những cái người Bà La Môn đó, đạo Bà La Môn đó, thì họ cũng cúng tế. Thì khi mà họ cúng tế đó thì quý vị nhớ là trong kinh nó có thi là họ cúng tế những cái con vật này, con vật kia,
Chúng tôi nhớ một lần chúng tôi coi cái Mê Công Kiết Sự khi mà của đài truyền hình Sài Gòn mà chiếu đó, thì chúng tôi thấy rằng là khi mà chiếu đến những cái vùng Ấn Độ rồi giáp với Ấn Độ ở trên đó, những cái tín ngưỡng của Ấn Độ giáo đó, thì họ tế cái vị thần nữ thần gì Kali gì đó, mà họ con gà như vậy thì họ cắt cái đầu rồi họ nhiễu máu trên cái đống lửa. Thì chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là những cái người Bà La Môn cũng đã sát hại sinh vật rồi. Bây giờ ngay cả vua chúa cũng vậy, vua chúa có quyền bính trong tay đó, thì cái gì không được. Họ muốn cái gì mà trong quốc gia của họ thì họ có thể thực hiện được. Họ kết tội cho một cái tội nhân nào, dù người đó có tội hay là không có tội, quan hay là ưng á, thì cái người đó cũng phải chịu thôi. Cho nên là họ có quyền, do có quyền ở trong tay cho nên là họ sẵn sàng. Nếu mà họ ra lệnh giết một cái người nào thì họ cũng phải giết, cũng giết thôi. Hay là một vị tướng mà ra trận mạng thì không giết mình, không có giết giặc được thì giặc cũng giết mình. Và vì vậy cho nên là vị tướng đó cũng phải sát hại. Ngay cả dòng dõi Bà La Môn hay là dòng dõi vua chúa, hay là rồi luôn cả cái dòng dõi thương buôn cũng vậy, rồi những cái người nô lệ cũng vậy. Cho nên là những cái người đó là họ cũng sát hại sinh vật, họ cũng sát hại sinh vật. Rồi là những người Bà La Môn cũng có khi đó cũng là tà dâm, tà hạnh, tà hạnh. Bởi vì họ nhiều khi rồi họ cũng thực hiện những cái, làm những cái việc mà tà hạnh trái với lại cái nguyên tắc đạo đức nhất định của con người, họ cũng làm. Rồi những người vua chúa có khi thì cũng làm. Chúng ta thấy là nhiều khi rồi á, chúng ta đọc những cái bí ẩn, thâm cung bí ẩn của các triều đại, của các quốc gia, thì mình thấy rằng có nhiều cái, nhiều những vị mặc dù là vua chúa, là quan lại trong triều đình đó, nhưng mà họ vẫn 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 làm những cái chuyện mà tà hạnh như vậy. Thì đó không thể nói rằng cái dòng dõi đó là cao cả. Rồi bất cứ như vậy thì người ở trong đạo bà, những cái người dòng dõi Bà La Môn cũng sát sanh, cũng trộm cắp, cũng tà hạnh, cũng nói dối. Hay là vua chúa cũng nói dối, cũng là sát sanh, cũng là tà hạnh, cũng là nói dối, vân vân. Làm những cái hạnh nghiệp như vậy là hạnh nghiệp đó là bất thiện. Bất cứ cái dòng họ nào, hay là cái chủng tộc nào, giai cấp nào. Thì ở đây đó, Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái vai trò mà hạnh nghiệp của mỗi chúng sinh. Đức Phật ngày dạy ở đây đó là do hành động gọi là Bà La Môn. Cái hành động tốt, hành động thiện đó, thì được gọi Bà La Môn. Như vậy thì dù là bà giai cấp sát đế lợi hay là giai cấp nô lệ đi nữa, nếu mà họ làm thiện được. Cho nên là khi chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, xuất hiện ở xã hội Ấn Độ đó, Ngài thành đạo rồi Ngài ra hoằng hoằng pháp đó đây ở trên toàn cõi Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy rằng một điều đó là khi mà Ngài đã cho xuất gia thì trong đó có đủ hạng nào xuất gia. Phần lớn là những người trong Bà La Môn, trong gia cấp Bà La Môn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất cũng như là Ngài Mục Kiền Liên ấy, trước khi xuất gia theo Phật đó, thì hai vị này cũng là trong dòng dõi của Bà La Môn. Rồi các cái vị dương tôn công tử như là Ngài Anuruddha, Nậu Lâu Đà hay là La Hầu La vân vân là xuất thân từ giai cấp của vua chúa sát đế lợi. Nhưng mà rồi Ngài Ubali được biết là Ngài xuất thân từ ở một giai cấp gì? Giai cấp nô lệ, mình tạm gọi là giai cấp nô lệ. Tại vì Ngài là một cái người thợ cạo. Nhưng mà rồi đó khi mà xuất gia ở trong Phật Pháp này rồi đó, Ngài Ubali, Ngài xuất gia trước các cái vị côn tôn công tử, dương tôn công tử. Thì đến khi mà Ngài trở thành một cái vị mà trưởng lão ở trong giáo hội rồi đó, thì tất cả những vị vương tượng công tử sau này xuất gia tỳ kheo cũng lễ và quý kính Ngài. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật
thì không có những phân biệt những giai cấp đó, mà là ở chỗ là do cái hành động. Cái hành động đây nó quan trọng lắm. Cho nên là có một cái bài kinh nói rằng Đức Phật dạy rằng là có những người sống trong bóng tối lại hướng đến ánh sáng, rồi có người sống trong bóng tối lại tiếp tục hướng vô trong bóng tối nữa, rồi có người sống ngoài ánh sáng lại hướng đến bóng tối, rồi có người sống trong ánh sáng lại tiếp tục hướng đến ánh sáng nữa. Chứng lành tức là nói đến cái khuynh hướng của mỗi người, cái hạnh nghiệp của mỗi người. Và có những người từ ở trong cái hoàn cảnh này đi đến cái hoàn cảnh khác. Như vậy tốt xấu đó, nó tùy thuộc vào hạnh nghiệp của mỗi người. Hạnh nghiệp của mỗi người. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Như vậy thì cao sang hèn là do hạnh nghiệp của người. Vì chính vì vậy đó cho nên là ở trong Phật giáo có thể là chuyển hóa từ một người xấu trở thành một cái người tốt. Một người trước đây đã từng làm những điều ác do thân khẩu ý, nhưng mà bây giờ thì họ chuyển hóa, họ làm, họ có thể làm được những, họ thực hiện những cái điều thiện do thân khẩu ý đem lại. Rồi là từ ở cái chuyển hóa đó mà họ ban đầu thì họ là một cái người phàm phu, sau này họ trở thành một cái bậc thánh, họ trở thành bậc thánh, rồi họ thành Phật, vân vân. Thì những cái điều đó, đó đều là do cái sự chuyển hóa, mà bắt nguồn từ ở nơi cái hạnh nghiệp của con người, của chúng sanh nói chung. Như vậy thì dù là giai cấp nào, nếu mà tạo cái hành vi nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống các cái chất say, vân vân, tạo cái nghiệp bất thiện như vậy, thì những chúng sanh đó họ cũng lãnh lấy cái quả nghiệp khổ ở trong đời sống luân hồi. Mà đời sống này đó thì chúng ta thấy rằng là nó nghiệp nó liên quan với đời sống quá khứ, rồi nó liên quan với đời sống hiện tại, và nó sẽ là liên quan ở trong cái đời sống tương lai, trong tương lai. Cho nên là bởi vì nếu mà chúng ta thành cái bậc thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì có lẽ là chúng ta không cái chịu cái sự chi phối của nghiệp. Còn nếu mà chúng ta còn là một cái người phàm phu á, thì tất nhiên là còn phải chịu sự chi phối của nghiệp. Trong đó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Cho nên á, mình thấy rằng á, là để mà trở thành một cái người đạo cao đức trọng, thì cái người đó phải có tu tập. Để mà trở thành một cái vị vua chúa có nhiều cái quyền bính ở trong tay, có quan quân, có đất nước quốc gia, có vàng dòng ngọc ngà châu báu, vân vân, thì cái người đó họ cũng phải có phước. Rồi cái người mà thương buôn, hay là cái người ở một giới bình dân nào đó, họ có một cái mức độ, họ có một cái vị nhất định nào đó, thì chúng tôi nghĩ rằng do họ siêng năng, họ tạo dựng tài sản, họ tích lũy, họ tạo dựng tài sản, họ mới trở thành một cái người giàu có được. Còn như vậy thì ngay cả cái người mà giai cấp nô lệ đi nữa, giai cấp xuất đá đi nữa, nhưng mà họ có những cái ý hướng thiện, họ có những cái tâm phinh hướng thiện, thực hiện những điều thiện, thì cái người đó họ cũng vẫn được gọi là một cái người tốt. Người tốt, họ có thể chuyển hóa được, chuyển hóa trở thành một cái người tốt được, bởi vì họ thực hiện những cái hành vi tốt, thực hiện hành vi tốt. Cho nên ở đây đó, sanh trong cuộc đời này thì đối với đạo Phật á, thì một điều đó là chính mỗi người thọ hưởng, nhận chịu lấy cái nghiệp của mình, đó là bình đẳng nhất trên cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh nghiệp của mình tạo ra, trong đó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp,
Thì khi một người nhìn qua nó, ồ tại sao trời bất công quá, tại sao ông trời bất công quá, tại sao như thế này nó không công bằng với tôi, vân vân. Nhưng mà tất cả những điều đó, nếu mà để có một cái nhìn suy xét kỹ đó, thì mọi người đều sự chi phối của nghiệp nhân duyên hết, chứ không phải là không có, không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta bị như vậy, cũng không phải là do ai trừng phạt hay là ban bố chúng ta được như vậy. Chúng ta được may mắn hanh thông, tức là do hạnh nghiệp từ thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra, do thần cầu ý chúng ta đã tạo ra. Chúng ta bị bất trắc khổ đau thì tất cả những điều đó là do hạnh nghiệp bất thiện chúng ta tạo ra, chứ không phải có một thần linh nào đó giáng họa cho chúng ta hay là đọa đày chúng ta phải khổ sở khốn khó như thế. Như vậy thì mỗi người nhận lấy mỗi cái hạnh nghiệp của mình thì cái đó là công bằng nhất, đó là công bằng nhất, đó là bình đẳng nhất. Sở dĩ cuộc đời này nó không đồng đẳng với nhau là do hạnh nghiệp thôi. Cho nên là có những kẻ, có những người cao sang nhưng mà có những người thấp kém, thì điều đó nó đều là do hạnh nghiệp. Cho nên ở đây có một câu pháp cú số 393, Đức Phật Ngài có dạy như thế này nè. Ngài nói được gọi là Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi là Bà La Môn. Cho nên ở đây đó là không phải là Bà La Môn mà bởi vì họ có những cái hình thức tu hành đó đâu, không phải là bệnh tóc, không phải là bôi cho chét trét chấu, không phải là lõa thể, không phải là ngâm mình dưới sông Hằng, cũng không phải là phơi nắng giữa sa mạc mà gọi Bà La Môn. Mà ở đây cũng không phải là do chủng tộc thọ sanh Bà La Môn. Như vậy thì những người kia, những người phụ nữ bất cứ giai cấp nào cũng mang thai thọ thai, cũng quan hệ mang thai thọ thai, rồi cũng có những cái hành vi bất thiện giống như nhau. Cho nên điều đó là bình đẳng đó, bình đẳng. Mà Đức Phật Ngài nói rằng ai thật chân, ai thật chân chánh tịnh, tức là ai mà sống thấy đúng với cái sự thật đó, và mình lập cho mình một cái sự chân chánh, tức là thân thực hiện hành chân chánh, thân hành vi chân chánh, khẩu hành vi chân chánh và ý hành vi chân chánh như vậy, thì người đó được gọi Bà La Môn. Hay là những vị mà có một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, ly tham, ly sân, ly cấu uế phiền não, thì đó, vị ấy được gọi là Bà La Môn. Ở đây đó, có thể nói rằng đó là cái người mà tạo nghiệp á, chúng ta thấy rằng nhiều khi á, có những người ở trong giai cấp này, giai cấp nọ, cũng tạo ra cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Trong xã hội này chúng ta nhìn lại đó, xã hội Ấn Độ thì người ta phân biệt bốn giai cấp từ thời Đức Phật. Ngày nay thì có lẽ là đỡ hơn, nhưng mà cũng còn, chứ không phải là không có. Không phải là không có. Nhưng mà rồi đó, do cái quan niệm tôn giáo tín ngưỡng xã hội của họ như vậy. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì cái người nào tạo cái hạnh nghiệp ra sao thì cái đó nó tạo nên sự bình đẳng của họ, và được gọi là Bà La Môn thì cái người đó phải nói rằng có cái hạnh nghiệp tốt. Còn dù là mình xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, nhưng mà cái người đó họ vẫn tạo cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý tạo nên. Nhưng mà không phải là Bà La Môn, nhưng mà họ tạo được cái nghiệp thiện, thanh tịnh, nghiệp tốt, thì họ cũng được gọi là một cái người Bà La Môn chứ. Như vậy thì đâu phải là ở trong cái sanh bởi sanh chủng trong một cái huyết thống dòng họ của Bà La Môn mới được gọi Bà La Môn. Đó. Thì ở đây đó, khi mà Ngài Maha Kachayana, Ngài nói như vậy, Ngài giải thích như vậy đó, để cho thấy rằng là cái hạnh nghiệp của mỗi người, khi một người bất cứ một giai cấp nào, có khi là giai cấp Bà La Môn thì họ có khi họ cũng sát sanh, họ cũng tạo cái nghiệp sát vậy, họ sát hại.
thì đâu có gọi là thanh tịnh đâu. Thân họ bất thiện rồi, ý họ bất thiện rồi, rồi nhiều khi đó là họ nói những cái lời tán tụng mặc khải từ ở một cái đấng sáng tạo nào đó theo quan điểm của họ, rồi họ cho họ là cái người mà giao tiếp giữa thần linh, rồi thần giao tiếp của họ ra sao, đối với họ ra sao thì chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Nhưng mà họ nói điều đó là điều mặc khải ban lại từ ở cái lời của đấng sáng tạo nào đó, cái đấng thần linh nào đó, thì điều đó họ nói thật hay là nói dối? Có lẽ là họ nói dối, tại vì họ không thật. Bởi những điều đó nó không có thật. Bởi vì sao? Trong Phật giáo đó là không có ai mà ban cho ta, chúng ta được một cái điều gì may mắn tốt đẹp hết, mà hoàn toàn là do chúng ta. Nếu ban được thì trên cuộc đời này đó không có ai mà phải khổ. Và nếu ai mà có một đấng thần linh nào đó mà giáng cái quả cho chúng ta phải khổ hoài, thì cuộc đời này có lẽ là chúng ta cũng phải khổ hoài, chứ không bao giờ chúng ta lại có được cái sự hanh thông. Điều này đó là cái khuynh hướng của một người, thường là có những cái khuynh hướng của pháp bất thiện. Và khi mà có cái khuynh hướng của pháp bất thiện để đời nó được thực hiện bằng lời nói, nó được thực hiện bằng cái hành động, nó thực hiện bằng cái ý suy nghĩ của mình, bằng với cái tâm bất thiện như vậy, thì có lẽ là cái người đó không bao giờ họ có được sự may mắn, được sự hanh thông. Rồi cuộc đời này thì có lẽ là chịu cái sự chi phối của nghiệp rất là lớn. Cho nên cả thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, cái tốt và cái xấu là như vậy. Có thể nói một điều đó là khi mà Đức Phật ngày ra đời và đạo Phật thì dạy cho một điều đó là không có cái sự nào mà gọi là ở cái dòng họ hay là dòng tộc cao sang hay là thấp kém, mà là do cái hành động hạnh nghiệp của mỗi người. Cho nên ngay cả những cái người mà ở sát đế lợi đó, họ cũng có thể tạo nghiệp bất thiện. Rồi cả những cái người mà giai cấp bà la môn á, thì họ cũng tạo cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý tạo nên. Rồi cái giai cấp dù là xã hội cho rằng giai cấp đó là nô lệ thấp đi nữa, nhưng mà họ vẫn có những cái ý hướng thiện, cái tâm thiện, rồi họ có những cái hành vi thiện. Điều này chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật ngày ra đời như vậy đó, thì dù giai cấp nào đi nữa, nếu mà có nhân duyên với Ngài, có duyên với Ngài á, thì tự động Ngài tiếp độ ngay cả những cái người mà những cái người mà khốn cùng trong xã hội, mà mình nói là họ nghèo nhất đó, mà Đức Phật vẫn tiếp độ họ, tiếp độ họ đến với Tam Bảo, đến với Phật Pháp này, mà họ có được cái sự an lạc. Có được cái sự an lạc. Ví dụ như chúng ta thấy ông cái thiện giác cùi, ông thiện giác cùi là thường ngày là đi xin ăn, nhưng mà do ông nghe đạo, nghe Phật Pháp, do cái duyên lành á, cho nên ông giác ngộ trong lúc mà ông nghe Pháp chứng quả, chứng quả Tu Đà Vật. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là dù là một những cái vị vua chúa xuất thân từ giai cấp khách đấy là vua chúa, tức là khách tư giá sắc đế lợi đó, hay là những cái vị bà la môn, nhưng mà họ không có duyên với Đức Phật ấy, thì họ cũng quảnh mặt quay lưng thôi, quảnh mặt quay lưng thôi. Có nhiều vị bà la môn gặp Phật rồi họ cũng gặp là gặp như vậy thôi, diện kiến cũng chỉ là diện kiến vậy thôi, chứ không bao giờ mà họ đến với giáo pháp này. Ví dụ như là chẳng hạn như U Ba Cá chẳng hạn, rồi đó là nhiều cái vị du sĩ khác cũng do rằng không có cái duyên lành, cho nên là gặp Phật cũng không bao giờ mà có thể là chào đón hay là đánh lễ học hỏi thực hành theo lời dạy của Ngài đâu. Còn những cái người tuy rằng xã hội, quan niệm xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ cho họ là những người giai cấp thấp đó, họ vẫn hướng đến những cái điều thiện, họ hướng đến Phật Pháp này bằng với cái nhân duyên của họ, cái thiện duyên của họ, và khi họ gặp họ giáo Pháp rồi đó, thì họ trở thành tối thiểu nhất đó, thì cái người đó cũng có được an lạc để sanh lại trời người.
Nhưng mà cao hơn tí nữa đó thì họ có thể là được cái hương vị của giáo pháp này, họ trở thành những cái bậc thánh hữu học. Thì hả, mà đạt được cái quả thánh hữu học điều này đó là phải nói là do cái sự nỗ lực, cái hành thiện. Cái quả vị Phật hay quả vị thánh này đó không phải là ai ban bố, mà là do tự mỗi cá nhân, tự mỗi mỗi người thực hành để có thể gạn đục khơi trong, để rồi trở thành một cái bậc thánh trong thế giới này, trong cuộc đời này. Thì phải nói rằng cái đó là điều do là hạnh nghiệp của mỗi người. Như vậy thì ở đây đó, cái sự thanh tịnh của bậc thánh hay là cái sự chân chánh của một cái người chân chánh hay của bậc thánh, thì phải nói rằng đều là do cái sự nỗ lực của mỗi người và cái sự thực hành của mỗi người, như là nói là sự chuyển hóa, đó là nghiệp. Mà nghiệp ở đây đó, để nói rằng cái người đó trở thành Bà La Môn, hay là cái người đó trở thành bậc thánh, hay là giác ngộ thành Phật, phải nói là nhờ nơi cái hạnh nghiệp. Cho nên là không thể nói rằng là đó được gọi là sanh trong chủng tộc Bà La Môn, như là Phật đã nói là không phải do sanh trưởng mà gọi là Bà La Môn, mà là do hành động gọi là Bà La Môn, là như vậy. Cho nên ở đây cái cuộc đối thoại giữa ngài Mahakayana, tức là ngài Đại Ca Chiên Viên đó, cùng với lại vua ở cái xứ Mathura, tức là anh đó Avanti Buddha đó, đối thoại với nhau. Và sau những cái lời hỏi như vậy đó, thì để khẳng định lại những cái điều mà ngài Kacayana ngài dạy đó, ngài dạy rằng là do cái không phải là do cái dòng dõi Bà La Môn, mà cũng không phải là dòng dõi Bà La Môn là dòng dõi cao quý, mà là do cái hạnh nghiệp của mỗi người. Chớ rồi cái dòng dõi Bà La Môn tạo ra cái, vẫn có tạo ra cái nghiệp bất thiện. Rồi ngay cả những cái dòng dõi của giai cấp mà nô lệ đi nữa, theo quan niệm của xã hội Ấn Độ, thì những người đó họ cũng có thể có những cái sở hành thiện. Cho nên ở đây không thể nói rằng những cái giai cấp Bà La Môn gọi là giai cấp cao cả được, mà là do cái hành động và hạnh nghiệp đó để trở nên một cái người, giống như mình nói rằng là một người hiền, trở nên là hiền thiện trở lại, chuyển hóa trở lại đó, thì cái người đó cũng là nhờ cái sự chuyển hóa cái hạnh nghiệp của mình. Hay là một cái người phàm phu trở thành những cái bậc thánh ở trong đời này á, là do cái sự chuyển hóa đó, sự thanh tịnh đó, cái sự chân chánh đó, mà vị đó được gọi Bà La Môn. Hay là nói một cách khác, tức là một vị thành Phật cũng nhờ cái sự chân chánh mà ra, sự thanh tịnh mà ra. Thì chúng tôi xin được có bấy nhiêu lời chia sẻ đến với cái bài kinh hôm nay, gọi là bài kinh Mắt Thuốc Ra. Ở trong cái bài kinh này, để dành thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ bàn thảo luận thêm để chúng ta hiểu nội dung cho được thêm sâu thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sau chúng trường tòa Pháp Tân, Bạch Thị Tòa Thừa Siêu, không biết trường tòa có ở trước máy không? Nếu trường tòa Thừa Siêu nghe được kính thỉnh trường tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin đi khỏi trường tòa Thừa Siêu, trường tòa có ở trước máy. Bạch Thị Tòa Thừa Siêu, chúng ta biết rằng nghiệp là một giáo lý nền đẳng của Phật giáo. Khi mà thanh niên xuất phát để hỏi Đức Phật tại sao có sự chênh lệch và sự khác biệt chúng sanh trong đời, thì Đức Phật nói rằng chúng sanh là đều có nghiệp riêng, là kẻ thưa từ nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ tựa nương cho muôn loài. Thì như vậy chúng ta là người con Phật á, mình hiểu về cái sự khác biệt trong xã hội là do nghiệp, thì như vậy là chúng ta
đồng thuận với cái quan niệm về giai cấp, hay là chúng ta đồng thuận với quan niệm về bình đẳng giai cấp? Chúng ta chống lại sự bình đẳng giai cấp hay là chúng ta đồng ý với sự bình đẳng giai cấp? Hiểu như thế nào về điểm này, xin kính thưa Thượng tọa. Anh đừng buồn bực thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ Phật tử, hai vấn đề này nó khác nhau. Chúng ta không có để xác nhận được. Khi mà đứng khách quan, chúng ta phải nhận xét và nhận thức mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Có kẻ giàu, người nghèo, kẻ đẹp, người xấu, có kẻ sang, người hèn, có người trí, người ngu, có người ở giai cấp cao, có người ở giai cấp thấp. Cái đó là do nơi cái nghiệp riêng mỗi chúng sanh. Điều này khi mà chúng ta nhìn như vậy đó là để tâm khỏi có phải bị dao động, ngay cả ở bản thân mình cũng vậy. Khi mình biết mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì mỗi khi mà mình gặp cái hoàn cảnh bẻ bàn ngang trái, gặp cái hoàn cảnh khổ đau hay là bất toại nguyện, chúng ta không có buồn, không có phiền, không có trách ai hết. Chúng ta phải tự nghĩ rằng do cái nghiệp riêng của mình thôi, thì đó là một lẽ. Còn cái vấn đề mà cái bình đẳng á, bình đẳng xã hội, cái này không phải là chúng ta phủ nhận cái nghiệp riêng, mà sự bình đẳng xã hội là cách cư xử của chúng ta, cái thái độ cư xử. Và khi mà chúng ta có cái nhìn như tôn giả Mahakacchana đã nói, thì ở đây thấy nghiệp của họ sao cũng được, không biết. Nhưng mà ngay trong hiện tại, con người được gọi là cao quý hay hạ liệt thì không phải là do ở chỗ cái giai cấp xã hội mà đặt để cho họ ở cái địa vị cao quý hay là thấp kém, mà chính là do cái sở hành của mỗi người. Nếu như người đó mặc dù được mang tiếng là người xuất thân từ cái gia đình nghèo khổ hạ lưu, nhưng mà nếu bản thân người đó mà họ biết vươn lên và đi tìm ánh sáng để mà đi, tức là họ sống theo cái đạo đức, sống hành động có trí tuệ, thì như vậy người đó chúng ta phải biết là người cao quý, chứ không phải là do nơi cái giai cấp.
Và mặt khác thì chúng ta bình đẳng xã hội có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp xúc với một người giàu có hay là có địa vị ở trong xã hội thì chúng ta cũng tiếp xúc bằng cái tâm từ mát mẻ, bằng cái tâm thiện. Lành. Khi chúng ta tiếp xúc với người nghèo khổ ở giai cấp cao, giai cấp thấp, nhưng mà chúng ta cũng đối đãi họ bằng cái tâm thiện và có cái tâm từ, có cái tâm bi, thì như vậy có nghĩa là chúng ta đã có sự bình đẳng, chứ không phải là chúng ta xem thường. Có những người họ nghĩ rằng là bình đẳng xã hội, rồi họ gặp những cái người giàu có hay là cái người có địa vị, họ xem thường, họ khinh khỉnh hay họ mạt sát, thì cái điều đó không nên. Nghĩa là cái thái độ của chúng ta phải biết đối đãi với họ, cư xử với họ, đối với ai mình cũng xài bằng cái tâm từ, đối với ai mình cũng vẫn có cái tâm thiện, đối đãi bằng cái tâm thiện, thì như vậy là có cái sự bình đẳng, có sự bình đẳng rồi. Cho nên ở đây cái vấn đề mà mỗi chúng sanh có nghiệp riêng và cái vấn đề mà chúng ta bình đẳng xã hội, hai vấn đề đó nó đi hai cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải vì là người Phật tử học Phật ngôn mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng rồi chúng ta lại có cái sự đối xử phân biệt, đối xử phân biệt, hoặc là chúng ta muốn bình đẳng xã hội nhưng mà chúng ta hiểu lầm là muốn bình đẳng xã hội thì chúng ta đừng suy nghĩ mỗi dân có nghiệp riêng. Không nên. Chúng ta phải suy xét rõ ràng. Sự thật thì ở trên đời này cũng có người trí, người ngu, cũng có người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu. Thì chúng ta phải biết rõ sở dĩ mà chúng sanh đa loại như vậy đó, là do nơi cái nghiệp phân chia căm măng sát tê nguyên phát tự tí gia đi đăng ni nắp ni ta gia tí, nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Còn cái chuyện mà chúng ta ứng xử thì chúng ta đối với tất cả mọi người chúng ta ứng xử bằng cái tâm thiện và chúng ta có cái tâm từ mẫn, có thiện cảm giống như nhau hết, thì chúng ta cứ đối xử như thế thì không có gì là chống tranh, chống cái với nhau hết. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 thượng tọa đã nêu lên như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường thượng tọa Tư Siêu, bạch thượng tọa Tư Siêu xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Phần còn lại sẽ cùng với Chư Tăng thảo luận chương trình ngày hôm nay. Ở bạch thượng tọa Tư Siêu, mình đối xử như thế nào gọi là bình đẳng với chúng sanh? Bây giờ ở trong vai trò là mình là vị trụ trì của một ngôi chùa, gặp quý Phật tử đến chùa,
thì dù giàu nghèo, sang hèn, trí thức hay bình dân giống nhau, hay là chúng ta tùy vào mỗi người. Như thể Đức Phật còn tại thế thì đối với một vị vua đến gặp Đức Phật và một thường dân thì Đức Phật ngài có đối xử giống nhau bình đẳng hay không? Và nếu khác biệt thì khác biệt thế nào, mà bình đẳng thì bình đẳng thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Thị trả lời. Ở đây thưa quý vị, việc mà chúng ta đối xử bình đẳng với mọi người thì nói riêng ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta nên đặt ba vấn đề. Dù cho người đó là người giàu hay người nghèo, nhưng mà nếu mà họ có đức tin chân chính, có đức tin đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng một cách chân chính, đức tin về lý nghiệp báo nhân quả giống nhau, thì trong trường hợp ấy, là chúng ta đều có sự quý trọng cái niềm tin đó. Ở đây chúng ta đừng chỉ có những người Phật tử giàu mới có niềm tin, mà chúng ta phải nhớ rằng có những người Phật tử mặc dù nghèo nhưng mà cái đức tin trong Tam Bảo họ rất là kiên trì, và họ đặt cái niềm tin trên cái lý trí. Thì như vậy gặp những người Phật tử họ giàu niềm tin, giàu người đó là ở cái giai cấp nào ở trong xã hội đi nữa, nhưng mà chúng ta đối xử cũng hoan hỷ, cởi mở giống như vậy, chúng ta cũng tiếp xúc như vậy. Cái thứ hai nữa, chúng ta đặt vấn đề là dù cho người Phật tử đó là người giàu hay người nghèo đi nữa, nhưng mà người đó nếu mà họ có cái sự tinh tấn làm thiện pháp, thí dụ như tinh tấn giữ giới chẳng hạn, hay tinh tấn hành thiền, thì mình là một vị tỳ kheo thì mình nên sự quý trọng cả hai đều giống nhau. Thì như vậy là chúng ta đã đối xử bình đẳng. Cái thứ ba đó, tức là dù người giàu hay người nghèo, nhưng mà khi mà chúng ta thuyết pháp thì chúng ta phải biết rằng chúng ta hãy chọn người có trí tuệ, dù cho người giàu hay người nghèo cũng biết, nhưng mà người có trí tuệ và họ sẵn sàng để lãnh hội Phật Pháp, thì như vậy chúng ta đều có cái sự quý trọng. Chúng ta nên tránh hai cái cực đoan. Có những vị, có những vị tỳ kheo, thí dụ như một vị trụ trì, khi mà gặp những người Phật tử có cái gia thế giàu có thế lực ở trong xã hội, thì đi đến cái vị trụ trì đó là tiếp đón một cách niềm nở, một cách nồng hậu. Nhưng mà đối với những người Phật tử mà họ yếu thế ở trong xã hội, hoặc là họ nghèo, ít có cúng dường tiền bạc lợi lộc, thì làm ngơ thấy họ ở xa làm như không thấy, mà khi đã thấy rồi thì chỉ nói chuyện qua loa, rồi kiếm cớ bận công việc này công việc kia để không tiếp, thì như vậy đó là một cực đoan. Còn cái thứ hai đó là có những vị tỏ ra mình là người không thích chơi với nhà giàu, mà chỉ thích chơi với những người nghèo, bình dân thôi. Cái đó cũng là một cực đoan. Là bởi vì cái người nhà giàu có đôi khi
người ta cũng có niềm tin chân chính, cũng có sự tinh tấn hành thiện, là cũng là người có trí tuệ, tại sao mình phải phủ nhận họ, tại sao mình phải lại phải bỏ rơi họ? Trong khi những người nghèo này, thật ra có những người họ cũng đâu có niềm tin tốt đẹp hơn người nhà giàu, hay là họ đâu có sự tinh tấn để làm thiện pháp hơn người nhà giàu đâu. Cho nên ở đây đó, chúng ta cứ đưa ra ba cái tiêu chí để chúng ta đối xử. Dù ai giàu nghèo không biết, miễn là người có niềm tin, có sự trong sạch, có lòng tỉnh tính đối với Phật Pháp Tăng, thì như vậy là tiêu chuẩn thứ nhất để cho chúng ta đối xử một cách tốt đẹp, ân cần. Thứ hai, dù cho người giàu hay người nghèo không biết, nhưng miễn làm sao họ có cái sự tinh tấn nỗ lực để làm thiện, để giữ giới, để hành thiền, thì như vậy là mình đối xử một cách tốt đẹp với nhau. Giàu hay nghèo không biết, nhưng miễn là người đó có trí tuệ, dễ lãnh hội được giáo pháp và siêng năng học tập giáo pháp, thì như vậy là đối xử, mình đối xử bình đẳng một cách trung đạo. Còn nếu mà chúng ta chuộng người giàu bỏ người nghèo cũng sai, mà nếu chúng ta chuộng người nghèo mà hoàn toàn bỏ người giàu để chứng tỏ rằng mình chỉ mình bình đẳng, nhưng cái đó không phải bình đẳng, cái đó không phải bình đẳng, bởi mình còn có sự chuộng bên đây bỏ bên kia, chuộng bên kia bỏ này. Còn bây giờ thì chúng ta cứ lấy ba cái tiêu chuẩn tốt đẹp đó: đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Thì người giàu có đức tin, tinh tấn, trí tuệ thì mình tôn trọng, mình nồng hậu. Còn người nghèo họ có đức tin, tinh tấn, trí tuệ thì mình cũng tiếp đãi nồng hậu, ân cần, thì như vậy là tốt. Còn người giàu hay người nghèo mà họ thiếu lòng tin, hoặc là họ không có cái sự tinh tấn trong thiện pháp, hoặc là họ không có trí tuệ, họ ngơ ngác trong giáo pháp, thì đối với những người đó, mình cả hai mình đều bỏ hết, mình đều bỏ qua một bên, mình chỉ đối xử với họ bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được rồi, chớ không có cần phải nồng hậu. Thì đây là chúng tôi chia sẻ với quý vị một vài điều qua cái câu thảo luận số 2 của Thượng Vợ cho Đảng Lệ. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư, kính thỉnh Thượng Tọa nghỉ. Và câu tiếp theo kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Tuệ Quyền, Phật giáo có chủ trương là đấu tranh giai cấp không? Tức là sang bằng, tức là làm sao mà tất cả mọi người trong xã hội đều bằng nhau, nhất là phương diện tài chính, phương diện của cải. Phật giáo có chủ trương đấu tranh giai cấp không? Và chúng ta cũng nghe một quan niệm khác, đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, con chó cũng có Phật tánh nữa, thật ra chúng ta nên kính trọng tất cả chúng sanh như nhau. Thì đó có phải là một quan niệm về bình đẳng theo đạo Phật không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền về câu này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, được Phật Tân, Thượng Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Minh Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải khẳng định một điều á. Nếu mà là chủ trương đấu tranh giai cấp để mọi người được bình đẳng trong xã hội á, thì nó tự bình đẳng trong xã hội mà vấn đề mà tiền bạc tài sản gì với nhau đó, thì
cái tinh thần của Phật giáo mới là vậy. Là Phật giáo tức là từ thời xa xưa, cách nay hơn 15 thế kỷ, Đức Phật là một người đã làm cho giai cấp bình đẳng, chứ không phải đấu tranh gì nữa. Chính Đức Phật trong kinh văn thì Đức Phật ngài nhiều lần ngài đã thuyết giáo không có chuyện mà giai cấp này hơn giai cấp nọ, như trong bài kinh đó, chúng ta cũng đã được nghe sự so sánh. Nếu một người sát đế lì hay bà la môn mà làm ác thì người đó có xứng đáng là giai cấp tốt đẹp không? Là con người sinh ra từ giai cấp tốt đẹp hay không? Và con người sát đế lì, một người bình dân bình thường, người ta làm lành thì Đức Phật ngài tính tên cái giá trị đó. Còn vấn đề mà xã hội được bình đẳng nhau, ai cũng như ai, thì kính thưa quý vị, một người người ta quá là làm biếng, người ta không muốn làm, người ta không có cái chí thú làm ăn, thì khỏi làm sao họ nghèo sao được. Một người họ quá lười biếng, họ không muốn học hành, thì làm sao họ có cái tri thức, có kiến thức được. Thì ở đây Phật pháp, bởi bây giờ mỗi người nó có cái nghiệp riêng, và từ cái chỗ đó rồi người ta mới có được cái khôn, người ta có được cái giàu có, người ta có được cái tiền của. Và để mà một trong những cách mà làm việc với Đức Phật thì cũng nói rằng là phải tinh tấn, phải khéo léo ở trong mọi cái việc làm ăn của mình, trong công việc của mình, thì người đó mới có một cái sự chi tiêu nó phù hợp với cái số tiền, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chính cái cách sử dụng đồng tiền ở trong kinh thì Đức Phật cũng chỉ dạy cho những người đệ tử phải làm như vậy, chứ không có nói là phải đấu tranh cho tất cả mọi người ngang bằng nhau thì không có cái đó. Mà ở đây chính là cái duyên phước của mọi người đều được như vậy, đều có thể được nếu như những chúng sinh đó cố gắng, chứ không có ai mà ban phước giáng quả hay không có một cái đặc định gì cả. Còn cái thứ hai, tất cả chúng sinh đều có phật tánh, như con chó cũng có phật tánh, thì nên được kính trọng bằng nhau bằng tinh thần bình đẳng trong Phật giáo, phải không? Ở đây Đức Phật ngài bảo chúng ta phải có tâm từ tâm bi, thương xót yêu thương chúng sinh, chứ không có nói là kinh văn Phật nguyên thủy, không có nói chuyện Phật tánh, không có nói đến Phật tánh. Nếu con chó có Phật tánh, con người cũng có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì ở cái giống Phật ở trong lòng của chúng sinh đó, chúng sinh nó tạo tác, thì do cái sự si mê mờ để che này, chúng ta đã nói như thế thì ra đó chính là cái truyền thống của đại thừa mà phát triển, chứ còn tinh thần nguyên thủy không có nói điều này. Phật ở đâu vậy? Phật ở trong lòng con người. Phật ở trong lòng con người, sao có người lại ác thế? Nếu như có Phật tánh, tại sao gặp Phật cũng bán bộ Phật? Nếu như có Phật tánh thì tại sao họ không quay về bờ giác? Ở đây, nếu như có Phật tánh là một cái gen, nó là một cái gen hay là một cái có cái cộng hưởng đó, thì khi gặp những hình ảnh đó, khi gặp những cái tần số đó, nó phải biết quay về. Còn ở đây người ta bán bổ, người ta ngay cả giết chết cả Đức Phật còn hiện thân luôn. Còn Đức Phật còn hiện thời thì cũng là như thế. Thì Phật tánh ở nơi đâu? Ở trong tinh thần là chúng sinh, là chúng sinh. Phật là Phật, không có liên hệ giữa cái Phật tánh. Phật không có truyền cao cái giác tánh cho người, cho cái tánh giác cho người. Tức là Đức Phật ý như là chẳng hạn như gây giống, cứ như là truyền cao, chỉ là chỉ dạy Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Khi chúng sinh đi trên con đường của Đức Phật đã đi thì chúng sinh nó sẽ thành. Còn bây giờ Phật kêu đi đường đông này, đây là mặt trời mọc, mà họ đi mặt trời đó, họ trời tây, họ nói mặt trời ở hướng tây mới mặt trời mọc, thì Đức Phật này cũng bó tay, này cũng không có ý kiến, đó là do cái nghiệp duyên của chính họ. Nếu như họ có Phật tánh thì tại sao Đức Phật này không dùng cái năng lực của mình để kích thích hết tất cả Phật tánh nó khởi sanh, đương thời thì tất cả chúng sinh không còn phải đau khổ nữa? Bởi vì ngài quay lực ngài vô biên mà. Nhưng điều mà kính thưa quý vị là bậc tròn toàn tri toàn giác, chứ không là toàn năng.
Bởi vì cái điều đó nó còn cái nghiệp lực của chúng sinh. Nhiều khi trong cuộc đời này á, chúng ta thấy có những con người đang chạy với một tốc độ quá nhanh, chúng ta nói rằng đừng chạy nhanh, sẽ nguy hiểm, sẽ chết. Nhưng họ nói họ biết cái nguy hiểm, cái tốc độ nhanh đó sẽ chết, nhưng họ thích chạy như thế. Thì cũng như thế, những chúng sinh họ nghe được giáo lý nói như vậy, họ được chỉ dạy đây là con đường khổ, đây là nguyên nhân sinh sự đau khổ, nhưng tại sao chúng sinh cũng vẫn bước đi trên con đường đau khổ đó? Bởi vì chính là họ bị cái nghiệp duyên của chính họ mà họ phải trầm luân sanh tử. Chúng ta nhớ như vậy. Và bởi vì nếu nó có Phật tánh, đây chỉ là một cái chuyện mà để mà khuyến tu cho chúng sinh cố gắng tu, nghĩ rằng mình có thể thành Phật. Thì ai cũng có thể thành Phật được hết, nếu như người đó thực hành độ đầy đủ đúng đắn thì người đó sẽ thành Phật. Thế thôi. Còn nói rằng có Phật tánh ở trong lòng thì trên thần kinh văn sẽ không chấp nhận như vậy, sẽ không nói như vậy. Không có gặp ở một đoạn kinh điển nào mà lại đưa ra mỗi con người có cái Phật tánh. Giữa con chó và con người nó khác hay là giống? Nó khác, đó chính là nó khác nhau chính là cái gì? Con chó đó nó không có cái thiện tâm, con chó nó chỉ biết ăn ngủ hết chuyện, rồi nó nhìn thấy mũi ngửi tay nếm lưỡi nếm, rồi thân xúc chạm hết, không biết gì hết. Mà cái vừa lòng á thì nó thích, còn vừa lòng thì nó kháng cự lại. Còn con người nó khác, con người thì biết còn cái thiện ác, còn cái tâm thiện, cái tâm ác. Chứ tâm của con chó nó là cái tâm bất thiện một cách liên tục. Bởi vậy khi mà sanh vào cái lò bàn sanh, nó khó sanh lại làm người, bởi vì nó trừ tiệt tự cho đó, nó làm ác liên tục. Cho nên rất là khó, nó không biết gì hết. Nó chỉ biết, ví dụ chỉ biết cắn nhau, nó chỉ biết giành nhau hết chuyện. Và nó không biết được, nhiều khi đó là chó mẹ nó, nhiều khi đó là chó cha nó, nhưng nó quyết. Bởi vì súc sinh nó như vậy đó. Đó là những người sanh ra nó, bảo dưỡng nó, nhưng nó cũng không có nhớ, bởi vì nó đâu có thiện tâm, bởi đâu có cái tâm thiện trong lòng nó. Dạ. Cho nên nó giống nhau, chỉ là chúng sinh thức tánh, có thức tánh hết rồi. Còn chuyện mà khởi sinh lên thì không có, bởi vì nó có sự bình đẳng thì là không bao giờ có. Bởi vì cho nên đó chính là cái gì? Nói theo Phật có nghĩa là phân theo hạng, nó là thuộc về hạng người khổ, dạng hạng chúng sinh ở cái cõi khổ. Cho nên nó phải mang cái đau khổ, bởi vì sinh vào những cái lũng như thế, do cái nghiệp lực từ tiền thân cho tới hôm nay đã tạo như thế, bây giờ phải chịu trả một cái quả nghiệp như vậy. Thì kính thưa quý vị, nhiều khi người ta nói rằng á, con chó đó nó còn tốt hơn con người, nó không bao giờ quên chủ nó biết hy sinh cho chủ nó, còn đáng hơn con người mà quên và phản bội. Chúng ta nói như vậy là trong tâm tư của mình buồn chán bực bội, nhưng sự thật ra con chó muôn đời vẫn là con chó, và con người giàu cho cái ác xấu như thế nào thì cũng là con người. Cái chủng tánh nó khác nhau, cái nghiệp lực nó sinh ra cũng khác nhau. Quả thật nhiều con chó nó rất khôn, nhiều con chó nó rất là hiền, những câu chuyện xúc động mà con chó nó nhớ chủ, nó thương chủ nó đó. Đến khi chủ nó chết, nó chỉ đi đến mồ đó, cứ đi tới đi lui đó, mà cứ tìm hoài về. Thì thằng chủ nó, hay hoặc là nó có thể quên thân mình, nó có thể cứu chủ nó, vân vân. Thì tất cả những điều đó là cái nghiệp duyên của người chủ và con chó. Đã có một cái duyên kết với nhau như vậy. Nhưng biết rằng chúng ta thấy hành động con chó như vậy, có những con chó nó làm xúc động cả trái tim người. Nhưng con chó vẫn là con chó, bởi vì cái nghiệp lực của nó là như thế, không thể nào thay đổi. Cũng như bây giờ chúng ta nói rằng là bây giờ nam là người đàn ông
Mà người đàn bà là người đàn bà, dẫu có thay đổi thì rất là dị biệt, đi ngược lại cái quy luật của nghiệp quả, đi ngược lại cái quy luật của tự nhiên, của nghiệp quả, thì nó rất là dị kỳ. Ngày hôm nay người ta đổi lại, đó người ta chỉnh sửa, nam người ta biến thành nữ, nữ biến thành nam. Nhưng cái điều đó nó cũng chỉ là, nó chỉ là thời gian thôi, thời gian thôi, chứ không có kiểu như mà là một cái điều đó. Và cái đó do cái nghiệp lực của chính họ đeo mang, họ biến, họ biến cái tính, cái tính nam tính nữ của họ nó thành cái trung tính, tức là chúng ta gọi là gay hay là bê đê hay hoặc là nửa nam nửa nữ gì đó, vân vân. Thì tất cả là nghiệp duyên của chính họ hết, thì dù cho có thay đổi đi ngược lại thì nó cũng không là vấn đề được. Nó không thể thay đổi được cái nghiệp quả, nghiệp lực của chính người đó. Đây là sự thật. Thì đó chính là cái, những cái sự thật lực của chính. Nếu có đi cầu mong túc kính cung thành thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sao chúng kính trân từ đó chư quyền đại đức pháp tính đi, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho cô thảo luận số 4. Đại đức pháp tính, khi mà chúng ta tu tập tâm từ bi hỷ xả mà đúng nghĩa, tu tập đúng nghĩa tức là tu tập mà gọi là vô lượng tâm đó, thì có phải là đem tâm bình đẳng mình đối với muôn loài chúng sanh không? Xin cái thỉnh ý kiến của đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Thầy giá, con hành xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Trì Truy cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Đối với một người mà tu tập về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì như thế nào mà gọi là cái người đó là có bình đẳng với muôn loài? Thì đối với cái tâm của cái vị đó là luôn luôn mong cho những cái chúng sanh thí dụ như ở xung quanh nơi đây được an vui, có nghĩa là lúc đó cái vị đó sẽ không có phân biệt xa hay gần, thân hay là lạ, hoặc là nói chung là mình không có cái tâm phân biệt, không có một cái tâm phân biệt đối với chúng sanh nữa. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với những con như chúng ta thấy rằng một cái cậu bé, khi mà mẹ của cái cậu bé nó bệnh mà người thầy thuốc người ta nói rằng phải tìm cái thịt của con thỏ rồi nấu với cái thuốc, cái chất thuốc đó, cái chất lá cây đó mới ra được cái bài thuốc, thì cái cậu bé đó là coi như là mới vào rừng để mà tìm kiếm và gặp được con thỏ và dí nó đến chừng mà vào tới đường cùng đó thì cậu bé đã bắt được con thỏ. Nhưng mà khi mà sắp sửa bắt được đó thì cậu bé nhận ra đó là cái con thỏ nó rung nó sợ nó hoang mang nó sợ sệt mà nó run rẩy nữa. Thành ra lúc đó cậu bé mới suy nghĩ rằng bây giờ vì mình cứu mẹ của mình mà mình phải làm cho chúng sanh khác sợ hãi, run rẩy rồi mất đi mạng sống. Thành ra cậu bé mới thả phóng thích con thỏ đó, thả con thỏ đó cho nó chạy trở về với rừng chỗ của nó. Thì ở đây đó, chúng tôi đem cái câu chuyện này ra để chúng tôi muốn minh họa rằng là đối với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chúng ta sẽ
áp dụng đối với tất cả chúng sanh. Như cái trường hợp quý vị thấy rằng một cậu bé mà vì cứu mẹ mình, cứu mẹ mình mà phải giết con thỏ, thành ra cậu bé không làm. Thì huống hồ chi đối với chúng ta khi mà chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, mà nếu mà chúng ta nói rằng mình tu tập tứ vô lượng tâm, coi như là biến mãn phương trên phương dưới, bốn phương khắp cả bề ngang bề dọc vân vân, nhưng mà nếu mà chúng ta mà còn có cái sự mà phân biệt đây là cái lầu như vậy, hoặc là đây là cái người quen, hoặc là cái người lạ, hoặc là cái loài này là cái loài phi cầm, còn cái loài này là cái loài cao cấp, vân vân. Nếu mà chúng ta mà có cái sự mà suy nghĩ như vậy đó, thì coi như là không phải là tứ vô lượng tâm, không phải là tứ vô lượng tâm. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chúng ta đều áp dụng cho tất cả tất cả chúng sanh hết. Thành ra khi mà chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta sẽ mong cho những người, những cái chúng sanh ở xung quanh nơi đây được an vui, hoặc là xung quanh ở cái làng mạc này, hoặc là ở xung quanh cái thành thị này, hoặc là có những cái vị mà quý vị thấy rằng sống ở rừng, các vị đó rải tâm từ đến những cái loài mà không chân, rồi đến những cái loài hai chân, rồi đến những cái loài bốn chân, rồi đến những cái loài nhiều chân, và đến tất cả những cái chúng sanh ở gần đây và ở xa hơn, hoặc là những cái chư thiên, những cái vị mà vô hình hoặc là hữu hình đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái vị mà ở trong cái sự tu tập về tâm từ là coi như là những cái vị đó là coi như là hướng tâm, có tâm từ đến tất cả những cái mỗi loài, dù cho không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc là thấy được hoặc là không thấy được, vân vân. Cái vị đó đều có cái hướng tâm, rải tâm từ về những mỗi loài hết đó. Thì đối với tâm từ đó, chúng ta tu tập cũng vậy, mà đối với tâm hỷ, tâm bi đó, chúng ta tu tập cũng vậy. Chúng ta nhìn mỗi loài người ta bị đau khổ, run rẩy, sợ hãi, vân vân, mình cũng có cái tâm bi mẫn với chúng sanh đó, dù cho cái chúng sanh đó là chúng sanh hạ đẳng, hoặc là mình có cái tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh, dù chúng sanh đó là nhỏ bé hay là cao thấp, cao lớn cũng vậy, chúng ta cũng có cái hỷ tâm hoặc là có cái xả tâm. Thành ra ở trong cái câu này, ở trong cái câu thảo luận này đó, theo như ý của chúng con dựa vào những cái tích truyện đã xảy ra ở trong cái thời Đức Phật đó, thì con nghĩ rằng là đối với cái tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều áp dụng bình đẳng cho tất cả muôn loài, chứ không phải là chỉ có một cái chúng sanh nào không, một cái chúng sanh quen hay là một cái chúng sanh thân cận gì hết, có nghĩa là không phân biệt, không phân biệt, sẽ có tâm bình đẳng đối với tất cả mọi loài. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú, cái trình để thực phục tính. Sư Nguyên Thông, với Sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Sư Nguyên Thông, chúng ta có câu Phật ngôn là không phải do dùng giỏi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quý. Thì như vậy là mặc dù Phật giáo không nhìn nhận là cái dòng dõi thọ sanh nó khiến cho chúng ta tạo nên cái sự khác biệt về giai cấp trong xã hội, nhưng mà mình nói hành vi tạo tác, tức là nói cái hành nghiệp á, thì nó như vậy chúng ta cũng chấp nhận có sự phân biệt giai cấp, mặc dù giai cấp là do hành động, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ, và con xin góp ý cho câu thảo luận số 5, hỏi rằng câu Phật ngôn không phải do giọng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quý. Sự phân chia dù là do hành vi tạo tác, phải chăng cũng là hình thức phân biệt giai cấp? Kính thưa sư phụ, Đức Phật khi mà giảng dạy câu này thì Đức Phật không trong tâm của Ngài có nghĩ rằng Ngài không có nói là phân biệt giai cấp hay không phân biệt giai cấp, mà câu này Ngài dạy cho đệ tử của Ngài để thấy rằng đừng có nghĩ rằng mình là do dòng dõi cao mình tự tưởng là xin mình cao. Sự thật nó không phải là như vậy. Sự thật là do cái hành vi của thân hành, khẩu hành và ý hành, chính đó là nó làm cho chúng ta đau khổ hay là sanh tử luân hồi hay là hạnh phúc. Bởi vì cái hành vi đó nó tạo ra những cái nghiệp, và cái hành vi của thân hành là cái action của cái body của mình, và khẩu hành là cái speech của mình, và cái ý hành là cái mai được cái tâm của chúng ta. Thì chính những cái hành động của những ba cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó, nó tạo lên cái quả báo. Cái quả báo nó tùy theo cái quality, cái tính chất mà tốt đẹp hay xấu xa của hành động của chúng ta. Thì nếu là cái quality đó là thiện thì cái người hành giả sẽ hưởng cái quả báo của cái thiện hành nó đem lại. Còn nếu cái hành vi đó là ác thì cái người hành giả đó sẽ nhận những cái ác quả mà do cái ác hạnh nó đã đem lại cho chúng ta. Là vì vậy cho nên là Đức Phật giảng dạy những điều đó cho những người đệ tử của Ngài như là như chúng ta, để mà chúng ta cư xử để cho mình nhận được cái quả báo ác hay là thiện thì chúng ta chọn lựa. Thì cái này thì nó nói ra một cái sự công bằng. Cái sự công bằng này là công bằng ở trong cái hành vi của chúng ta. Vì vậy cho nên những người có trí thì đọc kinh Phật thì hiểu rõ cái giáo pháp của Đức Phật, mà từ đó mà chúng ta sẽ thực hành. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng không phải do cái dòng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, thì cái đó là đúng thật như vậy. Nhưng mà trên thế gian này thì những người mà sinh vào trong nhà quyền quý thì tự nhiên họ được kính trọng. Cái điều đó là có lẽ là cái quả báo của những cái hành động kiếp trước của họ, cho nên họ có cái quả báo này. Nhưng mà khi mà họ làm bậy thì họ vẫn đi vào tù như thường. Vì vậy cho nên là cái câu Phật ngôn không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quý, là cái câu Đức Phật giảng dạy đó là Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Thì là nếu mà chúng ta thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta là thiện hành thì ta là một người đàng hoàng, ta là một người xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, dầu xa Ngài hơn 25 thế kỷ. Còn nếu mà chúng ta được may mắn đọc kinh này mà chúng ta không hiểu gì cả, mà ra đường hống hách tưởng mình là cái này cái nọ, thì cái đó là do cái ngu si của chúng ta. Chúng ta không nhận được cái vị ngọt của giáo pháp mà Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta. Là vì vậy cho nên theo cái sự mà hiểu biết của con, từ khi mà con được vào room để học tập đó, thì tất cả những cái câu thảo luận cũng như tất cả những bài học mà chúng ta học, xin lỗi, là Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Mà may mắn thay, nếu người nào hiểu biết là Đức Phật giảng dạy cho mình những điều đó để cho mình có thể mà bước đi trên con đường đó, để mà bắt chước được Thế Tôn, để mà hưởng quả báo do giáo pháp của Ngài đem lại, thì chúng ta là cái người có thể nói là xứng đáng là đệ tử của Ngài. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta không hành thì chúng ta không xứng đáng là đệ tử của Ngài. Không cần biết mình là tỳ kheo hay là đại đức hay là tăng thống, mà cái điều quan trọng ở đây là cái tư cách đó nó tùy cái behavior, là cái thái độ cung kính, cung cái comportment, và cái behavior đó thì nó nói lên cái con người của mình. Và chính cái behavior đó nó làm cho chúng ta hạnh phúc hay là đau khổ. Vì vậy cho nên người mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật thì nên soi lại tâm của mình, soi lại hành động và lời nói của mình. Có thể là mình xứng đáng là một con người hay chăng, mà con người đó có biết đạo lý hay không. Vì vậy cho nên thì cái điều ở đây á, thì con thấy rằng
trên thế gian này không có gì quý báu gì cao quý hơn lời dạy của Đức Phật. Mà chúng ta may mắn là được học, thì đó là những điều mà con cảm thấy hạnh phúc từ lâu nay, khi được bầu đung, khi được lắng nghe Phật Pháp. Kính thưa sư phụ, về cái câu số 5 này, không phải do dòng dõi họ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quý. Chính câu này là cái câu này có thể là nó xếp, nó chỉ cho cái hành động tư của chúng ta, để mà chúng ta được xứng đáng là một người đàng hoàng, xứng đáng là một người con Phật, được xứng đáng một Phật tử hay là một người tu sĩ. Và nhờ vậy chúng ta có thể ung dung mà sống trong cái giáo pháp, và ung dung và sống trong luật pháp cho Đức Phật đã giáo truyền. Đó là cái sự suy tư và hiểu biết của con về cái câu hỏi số 5 này. Con xin trao mai lực cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ, và chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính trần sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp theo lời của chư tăng để nhắc nhỏ thôi, trước khi chúng ta rời khỏi nơi đây. Hôm nay chúng ta đang có mặt ở trong Thao Thoát, và ở vào năm 2020, chúng ta nói rằng là một thập niên của thế kỷ 21. Khi mà mình bàn về giai cấp, thật ra chúng ta nói rất là dễ dàng lắm, rất ư là dễ dàng. Nếu mà chúng ta ngược dòng lịch sử mà nhớ lại là cách đây 26 thế kỷ, ở tại cái xã hội Ấn thời cổ đại, và một vị tỳ kheo như là ngài Mahakacchayana mà người nói chuyện với vua, đức vua, để mà một vị vua nói về vấn đề giai cấp, nó không phải là vấn đề đơn giản đâu, không phải là vấn đề đơn giản. Và do vậy chúng ta thấy rằng ngài đã dùng rất nhiều thí dụ, ngài đã nói một cách rất là khúc chiết. Có những điều mà đối với chúng ta hôm nay nghe rồi cũng có chuyện gì để phải tranh luận. Thí dụ như là mình nói rằng nên đối xử tất cả chúng sanh bằng tâm từ bi hy xả, chúng ta cũng có gì tranh luận. Hay hoặc giả là mình nói rằng không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quý hay thấp hèn, thì chuyện đó chúng ta dễ dàng chấp nhận quá. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế, hay là thời Đức Phật ngày viên tịch Niết Bàn, thì không đơn giản như vậy. Do đó chúng tôi xin được nhắc lại điều này, để chúng ta thấy tại sao tôn giả Mahakacchayana ngày phải nói dài như vậy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con.